Duyên thấy tương lai nó mờ mịt luôn. Coi như là một tháng đầu ra là tôi cảm giác mà tôi bị trầm cảm luôn á. Tôi ăn chửi mà tôi ăn chửi no luôn, ăn chửi thay cơm luôn á. Yeah. Ủa, anh ngồi đây làm cái gì vậy? Chính cậu kêu tớ đến đây và bắt tớ ngồi xuống cái ghế này. Ủa vậy luôn hả? Bình thường là ngồi trên kia mà giờ cậu lại bắt tớ ngồi ghế. Ủa vậy luôn hả? Không biết cậu đang âm mưu gì đây. Các bạn biết gì không? Hôm nay là ra cái series mới, đó chính là Con Đường Cầu Long của mỗi người. Và rõ ràng rồi, video đầu tiên hôm nay mình sẽ mời giáo sư Thảo làm người đầu tiên để khai đạo. Và em muốn hỏi anh là cái cơ duyên nào dẫn anh đến với cái bộ môn mày vẫn dở quá. Mày vẫn dở quá. Cái gì sao? Mày phải nhấn nhá dừng lại một xíu đi. Tự nhiên mày nói con đường khai đao rồi xì vậy, mày hỏi anh là con đường rồi đấy rồi. Cái gì vậy cha? Cái gì sao? Bình tĩnh đi. Ví dụ vô series mới của mình đó là Con Đường Cầu Long. Ở series này chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe về những câu chuyện để mà dẫn đến cái nghiệp cầu long của mỗi con người mình. Ở đây mình không nói về vận động viên, mình sẽ chỉ nói về là giống như là đánh phong trào cũng được, đánh cho vui cũng được. Đúng không? Mỗi người đều có một lý do riêng để đến với môn cầu long này mà, và mình sẽ lắng nghe điều đó. Và đầu tiên, người đầu tiên của chương trình đó là xa tận chân trời và gần ngay trước mắt, mình là sẽ chơi hàng nhà sẵn có, thầy Thảo. Xong. Ê, quay lại. Ủa vậy luôn hả? Con gà. Ủa vậy luôn hả? Rồi, bây giờ bắt đầu thầy cho em hỏi là mấy tuổi anh bắt đầu chơi cầu lông anh? Chắc lớp 1, lớp 2 đi. 6-7 tuổi hả? À, chẳng qua do ngày xưa nghịch quá. Mà ba tôi thời điểm đó là ba tôi dẫn đội. Tại vì ba tôi làm bên hậu cần á. À là dẫn đội về cầu lông luôn anh? Đúng rồi, không, đúng rồi, cầu lông mà nhưng mà không phải chuyên, giống như bên công an mà. Dạ, dạ. Thì tôi cũng có hay nghịch cầm mấy cây vợt. Rồi tôi quơ tới quơ lui, thấy người ta quơ được thì tôi cũng quơ. Thì tôi quơ nhưng mà đa phần là trầy vợt nhiều hơn. Thành ra là ba tôi cũng có vẻ không thích lắm. Thì tôi cũng chọt chọt chơi với mấy anh em trong xóm. Chắc mấy bạn nào ở dưới quê mới biết cái vấn đề là mình đánh sân ngoài trời á, sân công viên nha, đánh tầm buổi chiều tối á. Tại vì ngày xưa không có đèn. À, ô vậy luôn hả? À, đánh tầm chiều tối thì tầm buổi chiều mình sẽ ra tầm 4 giờ chiều, 5 giờ chiều. Nhưng mà mình phải canh gió. Thì thông thường 4 giờ còn gió nhiều lắm, 5 giờ thì gió sẽ đứng. Thì bắt đầu chơi sân ngoài trời mà. Cái chơi tầm độ tầm 6 giờ kém á, thì nó trời hơi ngã ngã tối thì nó sẽ có mấy con dơi. Ở đây mấy bạn không thấy đâu nhưng mà dưới quê nhiều lắm. Từ tôi hay quýnh trái cầu, nhiều khi bị mất trái cầu là do bị mấy con dơi á. Là đang đánh tự nhiên cái trái cầu nó màu trắng trắng này đúng không? Là con dơi sẽ bay ngang là nó chụp cái thai mất tiêu rồi đó. Quả cái gì? Thiệt luôn hả? Tôi nói thiệt, có hôm ông anh tôi còn quơ trúng con dơi nữa kìa. Em lần đầu nghe luôn á. À, bởi lần đầu nghe luôn. Ấy là có đấy, đánh cầu công viên em có từng đi và có từng đi buổi chiều rồi mà nghe. Nhưng mà em đánh ở đâu? Em đánh ở Sài Gòn là không có dơi đâu. Ở dưới miền quê mình mới dơi nhiều nha. À. Bật mấy các bạn là anh Thảo quê Mỹ Tho Tiền Giang đúng không anh? Tiền Giang, quê dạ. Tiền Giang. Dạ rồi. Bắt đầu là khi mà tôi đánh cầu lông đánh cũng gẹn con quơ trúng cái cầu cũng ok đó nha, cũng được đó. Rồi. Thì tôi bắt đầu theo đuổi niềm đam mê bóng đá. Ủa là sao vậy? Quơ trúng cái cầu đánh ok mà theo đuổi niềm đam mê bóng đá. Đúng rồi, tại vì ngày xưa nít mà thích đá banh ghiền lắm. Đúng rồi, đa số em thấy hai nhỏ cũng thích đá banh hết đó. Cái tôi đá banh cũng được ổn, nhưng mà ngày xưa ba tôi có vẻ như là ba tôi ghét tôi đá banh lắm. Cũng lén đi suốt. Năm lớp 4 là tôi được chọn vô đội tuyển mà ba tôi không cho. Cái là lớp 5 tôi lén đi đá banh tiếp rồi tôi được chọn vô đội tuyển tiếp. Đích thân cô hiệu trưởng xin nha. À. Thì ba tôi mới cho là tôi được lên đội tuyển tỉnh để mà đi học khai phụ đồng á, cúp Milo rồi đồ đó. Ồ vậy tính là thường Thảo đá banh chiến lắm các bạn. Thời điểm đó tôi cũng to con lắm. Chắc tôi cũng 1m3, 1m4 gì đó. Tôi lớp 5 là tôi được 29kg. Thấy to con nghe không? À. Ủa ấm nhắc nè. Cũng dẫn đi hồi mà không biết dẫn đi đâu luôn các bạn. Tôi bị đá mà tôi chèn banh không lại người ta. Rồi nói chung là cũng bị va vấp, cũng về là sưng mặt sưng mày hết mà. Cái ba tôi mới xót, nói là thôi kiếm môn nào đừng có va chạm mà chơi. Thì ba cho chơi. Hợp lý. Thì bắt đầu là tôi sẽ ok thôi, tôi sẽ tập trung như cái con đường của mình đó. Đó chính là tennis. Cây tennis nhờ. Nhưng mà cây vợt nặng hơn tôi nữa. Cái tôi bị đau tay, cứ về cái thang đau tay, đau chân á. Wow. Cái ba nó bây giờ kiếm cho mà nhẹ nhẹ mà chơi. À. Thế là bây giờ tôi mới sực nhớ là ngày xưa là mình có chơi cầu lông. À. Và thế là tôi quyết định chơi bóng bàn. Này. Ủa mình nhịn lâu lắm vậy đi nhá. Tại vì ở trên sân thượng của cái khu đó của tôi là nó có cái bàn bóng bàn mà của mấy chú á. Là tôi lại chơi bóng bàn. Sống quái. Thì đấy. Thì nhưng mà tại vì cái tính tôi thì là không có điềm tĩnh được, không có kiên nhẫn được. Mà đá bóng bàn nó xoáy nhiều quá.
Thế là tôi bắt đầu là hay bị quạo, bị cọc. Cái ba tôi mới nói là thôi mệt quá giờ buổi chiều nè, đi ra quýnh cầu với ba. Cái xong tôi nói là không sợ làm hư vợt nè, mệt quá thì chơi đi. Chơi đi, khôn áo. Tại vì vợt mua lâu rồi cũng hư cũ rồi, đằng nào cũng sắp đổi. Thay vì vớt vé thì nó hư có cớ đổi. Hợp lý. Thì đã đánh được thời gian rồi, xong rồi mấy anh trong xóm cũng kêu là ở trên cái đội tuyển, ở trên tỉnh á, là có một cái đội năng khiếu của tỉnh. Ông anh nó mới chở tôi đạp xe lóc ca lóc cốc lên trên đó, 5-7 cây số. 5-7 cây số mà đạp xe chắc đi cũng lâu á. Đuối mà. Dạ. Thì lúc đó tôi gặp huấn luyện viên trưởng của đội của tỉnh luôn nha. Là thầy Quốc. Tự nhiên đội người ta tập từ đâu á, tự nhiên có thằng nhóc ớt ơ đen thui à, lùn tè bé tí. Nó vô thẳng luôn mới thầy, con thấy mấy anh tập cầu lông thích quá, cho con tập với. Thì thầy nhìn tôi từ trên dưới cái mới nói là cũng đỡ, nhưng mà tập mệt lắm mới chịu được không? Dạ được, thầy yên tâm. Mà mấy bạn biết thời điểm đó là năm 2003 mà đó. Thời điểm đó là đội tuyển Tiền Giang cũng đang là một dạng học thế lực á. Tại vì có năm 2001 là có anh Nguyễn Phú Cường là vô địch Việt Nam luôn nha. Vô địch Việt Nam đúng không? Vô địch Việt Nam luôn nha. Cũng ở tỉnh Tiền Giang. Tỉnh Tiền Giang, anh Nguyễn Phú Cường. Thành ra là đội tuyển Tiền Giang thời điểm đó cũng đang rất là mạnh. Mà tôi dám lọt trọt vô tôi xin. Đó, tôi xin xong thì tôi tập được khoảng 3 tháng, 6 tháng thì tôi đi quýnh hội khỏe phụ đổng của thành phố, của trong Mỹ Tho đó. Thì tôi cũng được một huy chương vàng đôi nam với huy chương đồng đơn nam. Mà sự tôi bé tí à, tôi bé nhất đội luôn. Ồ vậy luôn hả? Mà tính ra giờ anh cả mấy 8 rồi đó anh. Nghĩa là mình tập ché thì được. Nhưng mà để mà vô được cái đội tuyển, đội năng khiếu của tỉnh là tôi không đủ thể chất, không đủ thể trạng, tôi lùn quá. Ốm nữa. Mà tôi chỉ được cái tôi lì ha. Ra là bên cũng họ cũng phân vân lắm. Họ cũng không biết có nên chọn thằng này hay không. Tại vì bây giờ chọn thằng này thì giờ nuôi nó một thời gian đi, mà sau này nó lớn lên cái nó không cao được, nó không phát triển lên được. Tại vì bên cái tuyển chọn vận động viên nó là một vấn đề là rất là nan giải nha. Hôm nào anh sẽ làm clip riêng về đó. Thì cũng phân vân, nhưng mà rồi rốt cuộc là anh Cường cũng có nói cho giùm tôi. Nên thành ra là xong rồi chú Quốc, thầy Quốc cũng ok. Để mà nói lại với bên ban giám đốc. Và cuối cùng là tuyển tôi. Mà thời điểm đó là tôi học cũng được lắm, học cũng khá luôn á. Mấy thầy cô, mọi người thì can là nói là tại sao mà không cho tôi đi học. Nó đang học được mà, tại sao phải cho tôi chơi thể thao. Nhà tôi hơi khó khăn. Để mà nếu mà vô được đội tuyển đó thì lương của tôi thời điểm đó là tôi sẽ được 360 ngàn. Năm 2003 nha, 2003. Năm 2003. Nó cũng là một cái gì đó đúng không mọi người? Nên thành ra là ba tôi cũng không muốn, nhưng mà họ kệ, cũng bấm bụng thử tôi theo được nhiêu. Rồi tới năm lớp 7 thì tôi được lên được 720 ngàn. Tôi lười tập, tôi sợ mệt á. Nhưng mà được cái tôi lì, thành ra là tôi đánh, tôi có bị cái máu ăn thua á. Đúng rồi. Thua thành ra tôi cay lắm. Thế là tôi bắt đầu là tôi tìm, tôi ngồi, tôi ngó, tôi nhìn, rồi tôi học, tôi tập theo. Thì cũng có được một chút thành tích. Rồi bắt đầu tôi đi quýnh giải toàn quốc, rồi đi quýnh giải này, giải kia, rồi nói chung là cũng được. Dạ, lúc đó là anh đại diện cho tỉnh Tiền Giang, đi quýnh giải toàn quốc. Dạ. Thành ra là cũng nhờ cái con đường thể thao, được con đường cầu lông mà tôi thấy đi đến rất nhiều nơi. Lớp 6 là tôi đã đi thành phố, tôi đi Đồng Tháp. Lớp 7 tôi đi Hải Dương. Ồ là tích qua Bắc xa là xa. Lớp 7 tôi đi Hải Dương, lớp 8 tôi đi Đắk Lắk. Lớp 9 tôi đi Đà Nẵng. Ôi nhiều lắm. Lớp 9 là thời điểm đó là tôi còn lùn quá. Ngày xưa là cứ mấy thầy mà mỗi lần mà muốn căng lại cái lưới là cứ kêu tôi lại ngay lưới đó. Nói là căng ngay đầu thành thạo luôn kìa. Là tầm mét 55 á. Đúng, chuẩn bài mét 55 luôn. Lớp 8 nha mọi người. Lớp 8. Vậy thì thành công. Thì tôi lên được mét 75. Mét 75 là lớp 9 ở trong vòng 1 năm lớp 9 là tôi lên chắc khoảng 2 tấc. Là 20 xăng. Từ mét 5 mấy, mét 6 tôi lên được khoảng mét 75. Bước ngoặt của tôi là ở năm cuối năm lớp 9 thì tôi thi rớt hai cái trường cấp 3 lớn nhất ở đó. Thì rớt hai trường cấp 3 lớn nhất ở Mỹ Tho, ở Tiền Giang. Đúng rồi, tại vì á, có cái như thế này là lúc đầu tôi không theo chuyên nghiệp đâu. Tôi chỉ theo kiểu bán chuyên là một buổi đi học, buổi đi tập. Rồi quýnh giải tỉnh thôi, chứ tôi không theo chuyên nghiệp. Lớp 9 thì do thời gian biểu tập luyện nhiều, với lại là tôi cũng chơi game á. Chơi game xưa Võ Lâm Truyền Kỳ, Audition. Là lúc đó bắt đầu có internet là cũng chơi game rồi hả anh? Vì vậy lớp 6, lớp 7 là có Yahoo rồi ông ơi. Ủa vậy? Ông bình tĩnh đi. Xong rồi tôi thi rớt hai trường đó. Trong cái đợt hè đó là tôi có đi quýnh cái giải học sinh toàn quốc là trong cơ sở. Nó chia lên là cấp 3 quýnh riêng rồi cấp 2 quýnh riêng. Vậy rồi. Thì tôi được vô địch. Vô địch học sinh toàn quốc. Toàn quốc luôn. Ở Quảng Ngãi. Trước đó thì ở các giải cá nhân toàn quốc tôi cũng vô được tới tứ kết. Vô địch xong thì tôi được gọi ra đội tuyển quốc gia. Tuyển ở đây là nó là đội tuyển trẻ. Đội tuyển trẻ là của thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Không. Ở Việt Nam mình mà thời điểm đó thì nó sẽ có tồn tại nè. Trung tâm 1 là ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Trung tâm 2 là ở Thủ Đức mình. Trung tâm 2. Rồi trung tâm 3. Trung tâm 3 là ở Đà Nẵng. Đà Nẵng. Rồi mãi sau này, 2 năm mãi sau này mới có trung tâm 4 Cần Thơ. Trung tâm 4 là nhưng mà tùy thuộc vào cái bộ môn mà họ đặt ở cái trung tâm đó. Thì ở thời điểm đó là đặt ở hai nơi.
bộ môn cầu lông được đặt ở hai nơi là ở ngoài trung tâm 1 và trung tâm 3. Còn riêng bản thân Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh là riêng một trung tâm riêng, không tính vô đó. Giống như là ở các tỉnh vòng vòng đó thì các tỉnh lẻ thì sẽ được vô cái đó. Tôi ra đó xong thời điểm đó tôi còn nhớ hoài là lúc mà đo vô 1m75 mà 55kg. Cái này là ốm. Thì hồi nãy là tôi nói mà sau khi tôi thi rớt hai cái trường mà cấp 3 mà nổi nhất ở đó, tự nhiên giờ có cái giấy báo mà gọi tập trung đội tuyển. Thời điểm đó là tôi cũng phân vân đó. Dạ. Tôi suy nghĩ đâu chắc cũng phải là mấy phút á. Thì tại vì bây giờ không có trường học. Đúng rồi, đang chán nghe là kiểu giống như là, tại vì lúc đó mình mới vô địch giải toàn quốc. Dạ. Mà giờ được gọi đội tuyển là tự nhiên mình cũng máu lên mà. Ba tôi, nhưng mà riêng ba tôi là ba tôi suy nghĩ nha. Ba tôi suy nghĩ đâu cũng phải 3 ngày rồi. Lúc đó ba tôi mới ok. Thì thành ra là tôi tập trung bị trễ. Dạ. Tôi bắt đầu vô con đường chuyên nghiệp, ăn tập ngày 8 tiếng. Ủa cái lúc đó là ở đâu gọi anh? Ở Đà Nẵng. Đà Nẵng, à là trung tâm 3 Đà Nẵng. Gọi tôi ra. Dạ. Là anh tập ăn nạp ngoài Đà Nẵng. Ăn dầm nằm về 4 năm ngoài Đà Nẵng từ 2007 tới 2011. Wow. Và ở cái thời điểm mà tôi vừa ra là tôi đang mang danh là gì, vô địch học sinh toàn quốc. Trời ơi, nghe sướng không? Vô tập buổi đầu tiên tôi quýnh thua tan nát luôn. Thua tan nát mấy người đó luôn. Tôi quýnh thua nữ luôn á. Ở cái thời điểm đó tập trung của tôi là, bây giờ nếu mà tôi kể tên ra thì chắc cũng có nhiều bạn cũng sẽ biết. Trần Trọng Hưng Đồng Nai, Nhi Quảng Trị, Thủy Tiên Quảng Trị, Trần Văn Trì Quảng Trị. Và đặc biệt là tôi nói rồi em sẽ biết liền luôn, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Sen, Bắc Giang. Dạ. Thời điểm đó tôi ra tôi yếu lắm. Dạ. Thể lực yếu, kỹ thuật, tại vì tôi nói là mà tôi không có tập trung nhiều đâu. Dạ. Đó, rồi mọi thứ tôi không có đáp ứng được cái thể lực. Mà ở ngoài đó là 6 tháng sẽ loại một lần. Bây giờ bắt đầu mấy bạn cảm giác là hơi bị áp lực chưa? Đúng rồi, nghĩa là mình khi mình bỏ học, bởi vì tất cả các vận động viên sẽ phải học bổ túc, học buổi tối. Bây giờ mà 6 tháng mà loại, khi bạn không đáp ứng được cái điều kiện trong đó thì bạn phải bị loại. Mà loại thì bây giờ về thì chỉ có được học bổ túc thôi, chứ đâu có được học trường nào nữa. Tự nhiên thấy tương lai nó mờ mịt luôn. Coi như là một tháng đầu ra là tôi cảm giác mà tôi bị trầm cảm luôn á. Tôi ăn chửi mà tôi ăn chửi no luôn, ăn chửi thay cơm luôn á. Chung là huấn luyện viên các bạn lãnh đạo ngoài đó là coi như là rất là rắn. Đúng rồi đó, chửi là đúng á. Thể lực cũng không có, kỹ thuật cũng không có, thể trạng cũng có ốm. Không, thể hình thì 1m75, 55kg, có chiều cao nhưng mà ốm, ốm lắm. Đúng rồi. Mà tôi ngày xưa thì tôi bị cái là tôi tính tôi thiệt thà, người ta là khen tôi. Trời ơi, thủ hay quá, quýnh giỏi ghê. Tôi tính thiệt mọi người. Sau khi tôi được khai sáng thì tôi biết là họ đang chửi tôi á. Họ đang móc anh. Sau thời gian thì có vẻ như là chưa thấm, thành ra là chửi trực diện. Cũng nhờ cái chửi trực diện đó thì bắt đầu là cái bản tính tự ái tôi nổi lên. Thì tôi bắt đầu là tôi nghiêm túc tôi tập một tuần đủ 7 ngày. Nếu mà tập từ thứ 2 tới thứ 7 thì sẽ tập ngày 8 tiếng là 5:15 bạn dậy, 5:30 xuống sân điền kinh, bạn tập thể lực. Tập tới 6:30 bạn sẽ vô ăn sáng. Rồi tiếp tục là bạn sẽ qua sân, 8:00 bạn sẽ qua sân để tập kỹ thuật, chiến thuật. 8:00 bạn tập tới 11:00 bạn về ăn trưa, ngủ trưa. 2:30 bạn sẽ qua sân bạn tập tiếp tới 5:00 rồi bắt đầu bạn sẽ ăn uống gì đó để 6:00 đi học. 6 giờ đi học tới 8:00, 8:30 gì đó. Thì bạn sẽ về bạn ăn tối, tại vì 9:30 là đã đóng cổng rồi. Đóng cổng đi ngủ. Điểm danh. Dạ, điểm đóng cổng, điểm danh. Điểm danh. Chủ nhật sẽ được nghỉ. Còn tôi thì do tôi mạnh nhất đội rồi nên thành ra là tôi sẽ tập thêm ngày chủ nhật. Xuất sắc. Mệt. chung là bị cái tính tự ái như vậy chứ. Tôi tự tập rồi tôi lên mạng xem này xem kia, tôi về tôi tự phân tích ông này quýnh sao. Ở ngoài đó thì được cái điều kiện cơ sở vật chất rất là tốt, là có sân bãi cầu kiết, mọi thứ rất là ok. Cứ cố gắng thôi. Thì cuối cùng thì tôi trong vòng 6 tháng đầu đó thì tôi trụ lại được. Nói chung là họ cũng ghi nhận sự cố gắng đó thôi. Nên tôi cũng trụ rồi được. Dạ. Tới tận thời điểm 2011 thì tôi mới bắt đầu tôi nghỉ. Lúc đó tôi 19 tuổi là quá đội tuổi trẻ rồi. Dạ đúng rồi. Nghĩa là bây giờ đội tuyển trẻ là bây giờ một thì bạn chỉ có lên đội quốc gia thôi. Hai là bạn xuống về. Dạ. Thì tôi chọn tôi về. Bây giờ từ hồi nãy giờ mình kể đúng không? Để mà mình hiểu sâu thêm á. Nãy giờ tôi nghe kể mấy bạn cũng nghe cũng tập cầu lông cũng vui. Nhưng mà mấy bạn ơi, lâu lâu tuần 3 buổi đánh vui. Mấy bạn thử ngày 8 tiếng suốt 4 năm trời. Miệt mài. Suốt 4 năm trời. Ủa mà cái khoảng thời gian anh đi tập đó có được, chắc cũng được cho đi thi đấu đúng không anh? Tự nhiên thi đấu nhiều mà. Đúng rồi. Nói chung là tất cả các giải là anh đều đã được đánh hết rồi. Còn trong nước mình thì mình không nói. Anh được đi giải trẻ châu Á, đặc biệt là Olympic trẻ thế giới. Olympic trẻ thế giới là một nước chỉ được một vận động viên tham dự. Thời điểm đầu là Việt Nam là có anh, tiếp theo mới gọi Vũ Thị Trang. Là hai, coi như là hai. Thì ở cái giải đó là Vũ Thị Trang được huy chương đồng. Địa chấn á. Dạ, địa chấn huy. Nghĩa là kỳ Olympic trẻ thế giới đầu tiên tổ chức tại Singapore. Việt Nam được một huy chương đồng đơn nữ. Wow. Ở thời điểm đó là tôi đi chung với Thạch Kim Tuấn nè,
Hoàng Quý Phước nè. Dạ. Nhiều lắm. Dạ. Toàn là cũng toàn là những cái bạn trạc tới tôi là dưới 18. Nói chung đó là cũng một dạng kỷ niệm đẹp. Rồi sau đó thì tôi cũng trộm vía, tôi cũng có đẳng cấp, tôi cũng được phong đẳng cấp. Dạ. Rồi cũng được xếp hạng này nọ, nói chung là rồi chung là cũng khá là dân trương. Tôi bị mất tuổi thơ. Tất cả cái tuổi thơ của tôi là dành cho cầu lông. Dạ, nên thành ra là ở thời điểm mà năm 19 tuổi tôi quyết định tôi ngưng lại để tôi dành tình cảm cho gia đình. Dạ. Với lại cho bản thân mình. Đúng rồi. Hợp tại vì nha. Không lẽ giờ tôi cứ cắm đầu vô cầu lông hoài. Ừ. Tôi bị mất cái những mối quan hệ xã hội. Ừ. Rồi thêm nữa là về gia đình. Ui mấy bạn nghĩ là 4 năm, 1 năm được về nhà có 1 lần, 2 lần. À. À, 1 năm về nhà được 1 lần, 2 lần. Rồi. Ba mẹ rồi em trai tôi nữa. Dạ. Ở đây các bạn nào xem clip về em trai thì em trai tôi là cũng thấy tôi tập luyện thì cũng theo con đường đó, chứ đâu thể nào mà nói chuyện qua điện thoại được, phải có những cái tiếp xúc với nhau. Và tôi quyết định tôi dừng lại để tôi đi học. Dạ. Và tôi cảm nhận đó là một quyết định sáng suốt của tôi. Dạ. Cố cũng không được gì. Dạ. Nên tôi quyết định tôi đi học bên huấn luyện viên. Huấn luyện viên sau đó là anh có bằng, rồi sau đó là anh ra đi dạy đúng không? Đúng rồi. Rồi đi dạy mọi thứ thì cũng cố gắng thôi chứ sao giờ. Con đường cầu lông của tôi thì nó cũng không phải là hoa hồng, nhưng mà cũng không quá khó khăn. Nó cũng là một cái gì đó gọi là để mình tự hào. Dạ. Để mình đánh đổi ở tuổi niên thiếu. Nếu mà giờ cho thời gian quay lại thì có chọn con đường đó không, thì tôi vẫn sẽ nói là có. Dạ. Mặc dù là mất tuổi thơ, mặc dù là xa gia đình. Ừ. Nhưng mà nhờ những khoảng thời gian mà tôi xa gia đình như thế, nó rèn làm con người tôi nó khác. Hết lòng vì đam mê. Nên thành ra bây giờ mình có thể gọi là đủ cái bản lĩnh, đủ cái tự tin trong những cái vấn đề của mình sau này. Ừ. Và cũng thông qua đây mình cũng xin được phép mình nói với tất cả mọi người là nếu các bạn có xem các vận động viên cầu lông của nước nhà mình thi đấu, tôi biết là cái trình của mình nó còn ngoại trừ anh Tiến Minh ra, hoặc là hiện tại đang có Thùy Linh, Đức Phát, Hải Đăng, những vận động viên còn lại họ đều đáng được trân trọng rồi. Tại vì sau tất cả mọi chuyện khó khăn, thời gian họ đều phải hy sinh rất là nhiều. Yeah. Thì tôi cũng rất là hy vọng được sự đồng cảm, cảm thông từ tất cả mọi người. Yeah. Động viên cố gắng. Yeah. Chứ không phải là chờ ở Việt Nam này chỉ đã ao làng thôi. Chợ quýnh hả, thua này, thua kia. Yeah. Ui quýnh chán thế, ba la ba la. Nghe buồn đúng không? Dạ, nghe buồn. Nếu là con cháu của các bạn, mà ai đó nói con cháu của các bạn như thế, các bạn có buồn không? Các bạn không thể nào thắp sáng cả một căn phòng bằng cách là dập tắt đi cái ngọn nến ước mơ của người khác đó. Hay quá nè, xúc động quá, câu chuyện quá là xúc động. Trước giờ các bạn cứ thắc mắc hỏi hoài luôn, anh Thảo là ai, rồi anh Thảo có thành tích gì chưa, rồi anh Thảo như thế nào đó. Thì hôm nay anh Thảo đã kể rất là kỹ, rất là chi tiết, quy một cái giai đoạn dài luôn. Đó là anh Thảo đánh đổi cả cái tuổi thiếu niên của mình để chơi cầu lông luôn các bạn. Đã cố gắng về cầu lông luôn, xa gia đình. Tại vì tôi muốn cởi mở câu chuyện này để cái series này nó có thể được rộng rãi. Yeah. Bởi vì tôi muốn được nghe câu chuyện cầu lông của các bạn. Yeah. Tôi không muốn giấu và tôi hy vọng các bạn cũng sẽ không giấu. Dạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe đến phút bây giờ. Thật sự là một cái câu chuyện rất là hay đến từ thầy Thảo, giáo sư Thảo, rất hay. Em xin thay mặt các bạn cảm ơn anh rất là nhiều, chia sẻ rất là đầy đủ về bản thân của mình, con đường cầu lông của mình như thế nào. Nếu mà các bạn thấy hay bổ ích thì nhớ để lại cho mình, thầy Thảo cùng Team MB một like, một đăng ký kênh. Đó sẽ là động lực để tụi mình làm những cái video tiếp theo nó được hay. Mỗi người sẽ có mỗi cái câu chuyện riêng, và câu chuyện đầu tiên là anh Thảo các bạn thấy là rất là hay và cảm động ha. Hy vọng mọi người sẽ nghe hết. Dạ rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.